Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại quảng trường Nhà Quốc hội ở thủ đô Viên Chăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith chủ trì lễ đón. Chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy, tiếp tục được củng cố. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt hơn 1,64 tỷ đô la Mỹ, 4 tháng đầu năm 2024 đạt 620 triệu đô la Mỹ, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Lào. Việc Lào là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm trên cương vị mới là minh chứng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Khai Sòn Phôn Vi Hẳn và Chủ tịch Suvarnabhumi đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hai nước nâng quan hệ từ truyền thống lên thành truyền thống vĩ đại vào tháng 2 năm 2019 nhân chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Từ đây, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào ngày càng trở nên gắn bó keo sơn, đổi mới và phát triển. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.